rơi nước mắt chuyện chú chó chích khăn tang nhịn ăn để chết theo chủ ai nói loài vật không có tình cảm và chỉ sống theo bản năng câu chuyện giữa bà chủ và chú chó nhỏ sau đây chính là minh chứng rõ ràng cho việc loài vật cũng có hữu tình không phải ngẫu nhiên mà loài chó được phong tặng danh hiệu loài vật trung thành nhất chúng ta hẳn vẫn còn nhớ câu chuyện chú chó puppy đến từ Edinburgh của nước anh đã túc trực bên ngôi mộ của người chủ quá cố trong suốt 14 năm liền, cho đến khi qua đời vào năm 1872. Ta cũng chẳng thể nào quên hình ảnh của chú chó Hachiko ở Nhật Bản vẫn đều đặn mỗi ngày đến gà tàu chờ đón ông chủ, dù ông đã xuất huyết não ra đi. Và đây đều là những ví dụ điển hình để minh chứng cho việc chó không hẳn là loài vật mà còn là người bạn trung thành. Những ngày qua, cư dân mạng một phen xôn xao với câu chuyện về chú chó trung thành được một anh phóng viên chia sẻ trên trang cá nhân. Được biết, bà của anh phóng viên ra đi đột ngột khiến chú chó buồn bã, ủ rũ, chẳng màng ăn uống. Ngày chung bà cũng là lúc chú chó nhỏ ra đi. Bà của anh phóng viên này có cả thảy 10 người con, nhưng con cháu đều đi làm xa, chỉ lễ Tết mới quay quần đủ đầy nên từ nhiều năm nay bà lủi thổi sống một mình và bầu bạn cùng với bầy chó mèo cách đây ba năm chú chó vàng của bà nuôi do lớn tuổi nên qua đời rồi lũ mèo cũng bị chó hàng xóm cắn chết vì thường lũ chó mèo nên cú sốc này khiến bà ốm cả tháng liền khi ấy nhà mình có một bầy chó con mình mang về cho bà chú chó đen để ăn ủi phần nào bà vẫn gọi nó là mực Lúc mực được gần khoảng 3 tháng tuổi thì bất ngờ mắc phải chứng tiêu ra máu. Điều kiện ở quê khi ấy không có trung tâm thú y tốt nên chỉ có thể tiêm kháng sinh cầm chừng và mọi người đều đinh ninh rằng nó chẳng thể nào qua khỏi. Sau một tuần phát bệnh thì mực lủi thủi đi đâu mất dấu, tìm mọi nơi đều không thấy. Thậm chí bà còn tưởng nó đã chết ở góc vườn nào rồi. Nhưng bất ngờ hôm sau, trong khi trời mưa lất phất, mực lại mò về nhà. Bà mừng quá, lấy khăn lau khô, giữ ấm và mang cơm cho nó ăn. Chẳng hiểu sao, kể từ đó, nó khỏi bệnh mà chẳng thăng thuốc gì cả. Anh phóng viên chia sẻ. Từ nhỏ, mực đã là chú chó nghịch ngợm. Mỗi lần bà đi đâu, đều phải nhốt nó trong nhà. Cũng từ đó mà nó cắn cái vách thành một lỗ bé bé để thò đầu ra ngoài ngóng ngó. Những lúc bà bận biệu chẳng thể quản, nó vẫn hay phá gà nhà và gà của hàng xóm. Thấy mực chỉ mê chơi, không lo trong nhà, nên cách đây gần một năm, bà xin thêm một chú chó vàng và một cô mèo cái về cùng hầu bạn. Mỗi ngày bà đi chợ đều chủ yếu để mua mớ cá biển về trộn cơm cho bầy chó mèo ở nhà. Phần bà chỉ ăn uống qua loa. Rồi bỗng nhiên 6 tháng gần đây, sức khỏe của bà bắt đầu chuyển xấu đến khi khám bác sĩ mới chuẩn đoán rằng bà bị ung thư ruột và chẳng còn sống được bao lâu nữa toàn bộ số gà vịt lợn ở nhà đều bán đi để bà khỏi bận lòng và yên tâm trị bệnh nhưng kể từ lúc đó mực cũng không hay phá phách nữa mà cứ quấn lấy chân bà mãi không thôi bà ăn gì cũng chừa cho nó một ít bà nằm nghỉ trên giường mực cũng mình ngay dưới dép hễ bà vẫy tay là nó háo hức chạy đến dụi dụi người vào tay bà để được bà xoa anh phóng viên lại xúc động chia sẻ rồi những ngày cuối bà còn sống bà mệt mỏi chẳng ăn uống được gì mực cũng rầu rĩ bỏ bữa rồi lưỡi thủi nằm dưới giường bà chẳng đi đâu đến hôm đám tang bà mực nằm co ro bên cống nước mọi người thương quá lấy nước và ít cháo đặc để kế bên mà nó vẫn không ăn hiểu tấm lòng trung thành của nó gia đình mình đeo cho nó mảnh khăn tang lên đầu và đặt nằm gần bàn thờ của bà tưởng đâu mực chỉ buồn vài hôm rồi khỏe lại như đợt thập tử nhất sinh nhưng ai ngờ đâu 12 giờ khuya chôn bà xong thì sáng hôm sau nó cũng ra đi cả nhà mình ai cũng nói nó thương bà và muốn theo bà nên chung cất nó gần mộ bà, đến nơi suối vàng có thể cùng bà sớm hâm bầu bạn. Câu chuyện ngay sau khi vừa đăng tải đã thu về 2,6 ngàn lượt thích và hàng trăm bình luận chia sẻ từ cư dân mạng. Chó từ lâu không chỉ là vật nuôi để giữ nhà mà còn là một người bạn, là người thân, biết đến bên ta khi cần và biết buồn khi người chủ ra đi. Cuộc sống cô quạnh chẳng thể gần con cháu thì với bà mực chẳng khác gì người thân hay nói đúng hơn là đứa cháu nhỏ nghịch ngợm lắm lúc chẳng vâng lời cái chết của mực dẫu chỉ có thể lý giải về mặt tình cảm nhưng chỉ riêng hình ảnh mực ngoan ngoãn để mọi người đợi vào đầu vòng khăn tang đã đủ thấy tình cảm chủ tớ cũng chẳng kém gì tình thân